Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là F0 có được sử dụng nước dừa hay không, và làm sao để chúng ta có thể sử dụng cái phần nước dừa này hiệu quả nhất, giúp cho cơ thể được khỏe mạnh, cũng như là hiểu về cái tác dụng của nước dừa đối với cơ thể. Thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để tìm hiểu về công dụng cũng như là cách sử dụng nước dừa cho nó đúng và tốt nhất cho sức khỏe các bạn nhé. Chào các bạn, chắc hẳn là những ai mà đang mắc Covid thì đều có những cái câu hỏi rất là chung về cái việc sử dụng dừa. Vậy thì khi mà chúng ta mắc Covid thì có sử dụng dừa được hay không? Thì trước hết để trả lời câu hỏi có sử dụng được nước dừa hay không thì mình sẽ nói qua về cái công dụng của nước dừa. Sau đó thì mình sẽ đưa ra một cái lời đúc kết xem là có nên sử dụng nước dừa khi mà chúng ta bị mắc Covid không các bạn nhé. Ở đây trong thành phần của nước dừa thì có chứa cái thành phần chính, đó chính là glucose, cái phần đường tự nhiên rất là tốt cho cơ thể các bạn nhé. Bên cạnh đó thì trong cái thành phần của nước dừa nó còn có các cái axit amin, các khoáng chất có cái tác dụng đó là như là một cái chất điện giải cho cơ thể, gồm có canxi, magie và kali. Trong cái kali trong thành phần của nước dừa thì nó còn cao hơn cả trong chuối các bạn nhé. Và tác dụng của nước dừa thì nó cung cấp cho cơ thể của chúng ta một cái hàm lượng chất điện giải rất là cao, giúp cho tuần hoàn được các cái hệ miễn dịch trong cơ thể này, hệ thần kinh này, và hệ miễn dịch được hoạt động tốt hơn. Và khi mà chúng ta bị mắc Covid ấy, thì sẽ có người có những cái triệu chứng như là ho, sốt, giống như mình thì cảm thấy lúc nào cũng thiếu nước, cảm giác cổ họng luôn luôn khô. Nếu như mà ai mà chưa mắc Covid thì các bạn cũng nên sử dụng nước dừa để tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể. Còn những ai mà đang mắc Covid-19 rồi thì đừng băn khoăn quá, đừng buồn quá, mà chúng ta hãy chấp nhận nó. Giống như là mình không nghĩ tích cực quá, cũng không nghĩ tiêu cực, mà chúng ta phải nghĩ đúng về cái căn bệnh này để làm sao cơ thể của chúng ta nó được khỏe mạnh các bạn nhé. Và thứ hai đó là trong cái thành phần của nước dừa nó có tính chất chống oxy hóa rất là hiệu quả. Và khi mà chúng ta uống nước dừa thường xuyên trong cái quá trình bị Covid thì các bạn sẽ thấy là da của mình đẹp lên rất là nhiều. Đấy cũng là một cái tác dụng rất là hiệu quả của nước dừa các bạn nhé. Và điều hòa cái lượng đường ở trong máu, giúp cho ngăn ngừa cái căn bệnh sỏi thận các bạn ạ. Nước dừa thì mình cũng có chia sẻ một cái bài về ngăn ngừa sỏi thận bằng nước dừa rồi, thì các bạn có thể tham khảo nhé. Và hỗ trợ sức khỏe tim mạch, dừa được coi như là một cái trái cây mà rất là tốt cho hệ tim mạch của chúng ta. Và đặc biệt sau khi mà các bạn sử dụng nước dừa thì các bạn sẽ thấy là nó có cái khả năng chống táo bón rất là hiệu quả và giúp ổn định huyết áp. Chính vì vậy mà trong cái quá trình mà chúng ta bị mắc Covid-19 ấy, thì thường là chúng ta nên sử dụng nước dừa các bạn nhé. Đúc kết lại một câu ở đây là chúng ta nên sử dụng nước dừa, bởi vì nó coi như là một cái chất điện giải giúp cho cơ thể của chúng ta cung cấp nước, bù nước và tăng cường được các cái dưỡng chất cho cơ thể rất là tốt. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể sử dụng nước dừa đúng cách? Bởi vì bản thân của nước dừa nó có tính mát, tính hàn. Chính vì vậy mà khi mà mình bị mắc Covid ý, thì cảm giác người mình lúc nào cũng cảm thấy lạnh. Chính vì vậy mà chúng ta không nên sử dụng nước dừa tươi luôn như thế này, mà các bạn hãy hâm nóng lên. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn ngay đây một cái bài thuốc. Nếu những ai mà đang bị ho, bị đờm, bị mất nước thì đây là một cái bài thuốc rất là hiệu quả, giúp cho chúng ta bổ sung được nước cũng như là giúp cơ thể của chúng ta trị ho rất là tốt các bạn nhé. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình ở đây đó là nước của một trái dừa và 5g gừng tươi. 5g gừng tươi. Đây. Một cái miếng gừng như thế này. Và trong cái thành phần của gừng thì các bạn biết rồi, nó có tính ấm, tính giúp cho cái hơi ấm này nó đi thẳng vào thận, giúp cho thận của chúng ta được khỏe hơn. Và gừng nó còn có một cái tác dụng đó là làm tan cái phần chất nhầy. Nếu như mà các bạn bị ho mà có đờm nhiều thì nó sẽ làm tan được cái đó và giúp long đờm được tốt hơn các bạn nhé.
Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 5g gừng tươi. Gừng tươi này thì các bạn sẽ đập dập. Sau đó thì các bạn sẽ băm nhỏ. Trong cái vỏ của gừng nó có chất chống oxy hóa rất là mạnh, và gừng còn có cái tác dụng đó là kháng viêm, ngừa virus cũng như là phòng chống ung thư rất là hiệu quả. Mỗi một ngày chúng ta nên sử dụng 5g gừng tươi nhé. Các bạn có thể sử dụng trực tiếp hoặc là nấu các món ăn hoặc là làm trà gừng. Trà gừng thì mình cũng đã có giới thiệu với các bạn về cái cách làm rồi, thì các bạn có thể tham khảo về cái phần trà gừng các bạn nhé. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái ly hoặc là một cái cốc. Sau đó các bạn sẽ cho cái phần gừng tươi vào đây. Đây là cái bài thuốc trị ho rất là hiệu quả. Sau đó thì các bạn sẽ đổ hết cái phần nước dừa vào nhé. Đấy, một quả dừa như thế này nó có nước khoảng tầm 300ml. Sau đó thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi nước nhá. Và các bạn sẽ cho cái phần gừng và nước dừa vào đây. Và các bạn sẽ hấp cách thủy. Các bạn hấp cách thủy cho mình trong khoảng thời gian là 5 phút, để cho cái phần nước dừa này nó ấm lên. Và hoặc là nếu thích thì hãy làm tầm khoảng từ 5 đến 10 phút để lấy được nhiều nhất cái phần tinh chất gừng ở phía trong như thế này. Bản thân của nước dừa nó đã rất là ngọt rồi, cho nên là mình sẽ không cần phải bổ sung thêm đường hay là mật ong khi mà uống cái phần nước dừa này các bạn nhé. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã hấp cách thủy cho mình ở đây là mình hấp 7 phút này, thì bây giờ các bạn sẽ tắt bếp nhé. Lúc này thì các bạn sẽ thấy là cái phần nước dừa của mình nó ấm lên. Đấy. Đây mình sẽ để ra. Đây các bạn ơi, vậy là mình đã làm xong được cái bài thuốc này rồi. Và khi mà chúng ta mắc Covid thì các bạn mỗi một ngày các bạn nên bổ sung một trái dừa như thế này, để cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn, nhanh hơn. Và đặc biệt với những ai bị ho và nhiều đờm thì các bạn nên áp dụng bài thuốc này để nó giúp tiêu đờm và giải cảm rất là tốt các bạn nhé. Và mình cũng có chia sẻ với các bạn luôn một cái kinh nghiệm khi mà bị mắc Covid ấy. Có nghĩa là cái tâm lý thoải mái là cái quyết định nhanh nhất cái quá trình hồi phục của cơ thể. Và đặc biệt mình cũng có nhận được một vài cái thắc mắc, đó là chị hay chia sẻ về cái những đồ ăn thức uống khi mà bị mất vị giác. Thì mình có thể chia sẻ với các bạn trong video này luôn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cơ thể của chúng ta bị mắc Covid, có người có những triệu chứng như là mất vị giác, mất khứu giác, nói chung là cơ thể cảm thấy rất là mệt mỏi. Tuy nhiên lúc này các bạn vẫn cần phải ăn đầy đủ tất cả các chất. Mặc dù mình không cảm nhận được nó ngon, nhưng hãy cố gắng nhé. Hãy cố gắng làm sao ăn để đủ chất nhất. Rau củ quả, thịt cá, trứng sữa, rồi vitamin, rồi hoa quả. Hãy ăn thật đầy đủ các chất để cơ thể của chúng ta nhanh hồi phục hơn, không bị mất cân bằng chất. Thì sẽ chỉ mất tầm từ 2 đến 3 ngày là các bạn có thể hồi phục lại cái khứu giác, vị giác đó rồi. Có những người thì lâu hơn. Tuy nhiên các bạn nhớ nhá, đừng bỏ bữa. Kể cả mệt hãy cố ăn. Kể cả cháo trắng cũng được, hãy cố ăn lấy một chút tinh bột. Sau đó thì lúc nào mà mình cảm thấy đỡ mệt hơn thì các bạn hãy ăn, ví dụ như là ăn các món gà hấp này, gà luộc này, hay là thịt luộc vân vân. Tất cả những món nào mà mình cảm thấy thích ăn thì hãy ăn. Đừng có nghĩ là mình mệt, mình không muốn ăn là mình bỏ bữa. Bỏ bữa như vậy rất nguy hiểm, sẽ làm cho các cái biến chứng trở nên nặng hơn. Chính vì vậy mà khi chúng ta mắc Covid, các bạn hãy ăn thật là khỏe lên, ăn nhiều hơn bình thường một chút cũng được, không sao cả. Sau những ngày mà mình mắc Covid thì cả gia đình ai cũng tăng cân. Tại vì là mình luôn luôn bảo với bố mẹ cũng như là chồng và con là nếu như mình không chịu ăn, mình không ăn thì cơ thể mình nó sẽ rất là mệt và sẽ cực kỳ lâu hồi phục. Chính vì vậy mà ăn xong rồi thì sau 7 ngày âm tính cái là cả gia đình lại detox,
Sau khi detox thì các bạn sẽ thấy là giảm cân là một chuyện rất là đơn giản, và hôm nào đấy thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn cách mà cả gia đình mình giảm cân như thế nào, nó cực kỳ hiệu quả các bạn nhé. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và một lần nữa mình hy vọng video này có thể đem đến cho các bạn nhiều giá trị, không chỉ về cách sử dụng dừa làm sao cho đúng cách, mà F0 thì chắc chắn là có được sử dụng nước dừa các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy thích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh, để kênh càng ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.